Chào bạn, nếu bạn là người quan tâm đến sức khỏe của mình, luôn mong muốn cải thiện và nâng cao sức khỏe của mình từ những việc rất đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, thì video này là dành cho bạn. Trong video này, tôi sẽ đưa ra hai thói quen vô cùng phổ biến nhưng cũng rất nguy hiểm cho sức khỏe mà mọi người đang thực hiện. Nói đến thói quen thì đó là những hành động mọi người thực hiện hàng ngày, hàng giờ, hàng tháng, hàng năm và đôi khi trong suốt cuộc đời. Có thể bạn sẽ bất ngờ về hai thói quen này vì đó là hai thói quen vô cùng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Vậy đó là những thói quen gì mà nó lại phổ biến và nguy hiểm đến vậy? Không để bạn đợi thêm nữa, chúng ta hãy cùng tìm hiểu. Thói quen thứ nhất đó là giữ cho cơ thể không toát mồ hôi. Ngày nay thì việc để cơ thể toát mồ hôi với một số người là hầu như bất khả thi khi mà họ ở nhà cũng điều hòa, ra đường cũng điều hòa, đến cơ quan cũng điều hòa, cà phê cũng điều hòa, shopping cũng điều hòa, đi uống rượu tiếp khách cũng điều hòa, làm đẹp cũng điều hòa, vân vân. Và khi về đến nhà đi ngủ thì cũng điều hòa. Do vậy mà hầu như có những ngày họ rất là ít toát mồ hôi. Và khi mà toát mồ hôi thì nó lại là một việc vô cùng quan trọng đối với cơ thể. Vì sao ạ? Vì mồ hôi được toát ra thì nó sẽ kèm theo những chất độc, chất thải, chất cặn bã và độc tố được đào thải ra khỏi cơ thể. Và bạn sẽ hãy tưởng tượng xem nếu như một ngày mùa hè mà một người hầu như rất ít toát mồ hôi thì điều gì xảy ra với cơ thể họ? Đó là những độc tố, những kim loại nặng này sẽ tích lũy ở trong cơ thể và lâu dần sẽ gây ra bệnh tật. Ngoài ra, mồ hôi còn có những tác dụng vô cùng hay ho. Thứ nhất, đó là khống chế huyết áp. Thứ hai, thúc đẩy tiêu hóa. Thứ ba, ngăn ngừa loãng xương. Thứ tư, tăng cường trí nhớ. Thứ năm, làm đẹp da. Thứ sáu, giảm béo. Và một tác dụng cực kỳ hữu ích cho phái mạnh, đó chính là làm tăng ma lực hấp dẫn của đàn ông. Vì vậy, bạn hãy tích cực toát nhiều mồ hôi nhé. Thói quen thứ hai còn bất ngờ hơn thói quen thứ nhất, đó là việc chúng ta không để cho cơ thể chúng ta bị đói. Nhiều bạn có vẻ bất ngờ vì tại sao mà để cho cơ thể chúng ta no đủ lại là một điều không tốt. Ngày xưa thời ông bà hay chính thời nhỏ của chúng ta thôi thì ăn còn chả có mà ăn, lúc nào cũng trong cảm giác đói thèm ăn. Thế mà bây giờ khi mà chúng ta đã no đủ rồi, chúng ta nuông chiều bản thân mình, nuông chiều con cái mình bằng cách là cho ăn no, ăn nhiều, ăn ngon và ăn liên tục. Chúng ta chưa ăn hết bữa sáng thì chúng ta lo bữa trưa, chưa ăn hết bữa trưa chúng ta đã lo bữa tối, chưa hết bữa tối thì chúng ta đã lo cho bữa ngày mai. Và cùng với việc tiện lợi của những cửa hàng đồ ăn tràn lan khắp mọi nơi và lại còn dịch vụ ship hàng đến tận răng nữa, thì chúng ta thấy là cơ thể chúng ta được thỏa mãn nhu cầu ăn uống hàng ngày. Nhưng bạn biết không, gần 2 triệu năm sau khi con người xuất hiện thì con người đã sống trong cảnh đói ăn. Và vì cái cảnh đói ăn liên miên như thế này thì cơ thể chúng ta đã sinh ra những gen để thích nghi với việc đói ăn. Và chỉ có khoảng 100 năm trở lại đây, đối với con người nói chung, còn đối với người Việt Nam chúng ta thì cũng từ sau cải cách ruộng đất năm 1990, tính ra đến nay thì chúng ta mới chỉ có hơn 30 năm là chúng ta có đủ và dư thừa thức ăn thôi. Do đó thì các gen trong cơ thể chưa kịp thích nghi với tình trạng đầy đủ và dư thừa thức ăn, và cơ thể chưa tiêu hóa hết thức ăn của bữa này thì chúng ta đã tuồn thêm thức ăn của bữa phụ, những bữa tiếp theo vào trong cơ thể. Và hệ tiêu hóa, các tuyến tiêu hóa phải hoạt động hết công suất để tiêu hóa thức ăn từng ngày từng giờ. Như vậy lâu dần sẽ dẫn đến tình trạng quá tải. Và khi quá tải thì sao ạ? Khi quá tải thì sẽ gây ra bệnh tật. Tuyến tụy quá tải thì sẽ gây ra đái đường type 2. Và bệnh này thì bệnh tiểu đường type 2. Và bệnh này thì nó ngày càng phổ biến và càng ngày càng trẻ hóa. Nguyên nhân sâu xa của nó chính là vì con người ăn quá nhiều và cơ thể không thích nghi nổi. Khi mà gan, thận, rồi mạch máu quá tải sẽ dẫn đến những bệnh như là tăng huyết áp, mỡ máu, bệnh gút, vân vân. Khi mà hệ miễn dịch quá tải thì sẽ dẫn đến ung thư và vô vàn những bệnh mãn tính khác. Nghe đến đây thì tôi hy vọng là bạn sẽ thay đổi chế độ ăn của mình. Bạn hãy ăn khi mà bạn thật sự cảm thấy đói và chỉ ăn no đến 60-70% cảm giác thôi. Khi bạn cảm giác là no bụng thật sự rồi thì có nghĩa là bạn đã ăn quá nhiều rồi đấy. Và khi cơ thể trong trạng thế đói thì cơ thể có thể là sẽ cảm thấy khó chịu, nhưng thật ra đó là một trạng thái rất tuyệt vời cơ thể.
cơ thể sẽ được kích hoạt gen trẻ hóa. Nhớ nhé, nếu bạn nào mà muốn trẻ dai thì hãy để cho cơ thể trải nghiệm cảm giác đói. Thứ hai là một loại enzyme chống ung thư sẽ được hoạt hóa, và enzyme này sẽ đi tìm và tiêu diệt các tế bào lạ trong cơ thể. Quá tuyệt vời, đây là một cảm giác có khi là nhiều người lâu nay chưa được trải nghiệm. Và nếu như bạn xem video này thì bạn hãy trải nghiệm cảm giác đói một ngày 1 đến 2 lần nhé. 75.000 tỷ tế bào trong cơ thể bạn sẽ vô cùng cảm ơn bạn. Và tôi cũng sẽ cảm ơn bạn rất nhiều vì tôi đã góp phần nhỏ bé vào việc nâng cao sức khỏe của bạn. Nói về hai thói quen sai lầm này và hậu quả của nó thì tôi còn có rất nhiều điều để nói với bạn. Nếu như mà bạn quan tâm thì hãy comment ý kiến của bạn bên dưới video này, và hoặc là hãy liên hệ với tôi qua Facebook, Zalo, tôi đã để bên dưới phần mô tả. Nếu bạn thấy video này hay và hữu ích thì bạn hãy ấn like và chia sẻ. Hãy đăng ký kênh để chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn. Đối với bạn thì chỉ mất vài phút thôi, nhưng đối với tôi thì đây là việc làm vô cùng ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.